em à, tránh xa ra anh đi mà, vì anh không còn thiết tha. Chẳng còn gì giữa chúng ta, chỉ còn lại những thương đau. Vậy thì người hãy đi mau, mình sẽ chẳng ở bên nhau, chẳng còn hạnh phúc như lúc đầu. Còn sẽ chẳng còn đau, anh chỉ cần em yêu nhau càng đau, quên nhau thật mau để anh còn yêu, yêu từng người sau. Cuộc tình mình đến đây thôi, giờ tạm biệt nhé em ơi, bay good luck chú chờ nào. Anh là thế là sao? Anh từng bảo là anh muốn dừng vì chúng ta là không hợp nhau, mà em thì không muốn nói, còn anh thì cứ vì rồi. Ok thì anh biến đi vì tình yêu ta đã sai từ đầu rồi. Từng dòng tin nhắn ái ân anh với con nào thì em thừa biết. Ngỡ như tất cả là đùa vì giờ mọi chuyện cần có hồi kết. Bề ngoài như anh đẹp đẽ nhưng lại là kẻ thối nát bên trong. Giải tán em không thiết tha sự tụi anh đâu, nói thêm gì đó thì cũng bằng không. Vậy em khóc, vậy em cười, vậy em yêu những mất mát, vậy em tin, vậy em khổ đau vì chia tay chứ không có cách khác. Và xin anh đừng nói về thứ anh yêu nhất. Em biết là cái gương, vào cái ngày mà anh yêu sẽ chết, em sẽ tình nguyện đến và thắp một nén hương. Ok. Em ơi em à, tránh xa ra anh đi mà, vì anh không còn thiết tha. Chẳng còn gì giữa chúng ta, chỉ còn là những thương đau. Vậy thì người hãy đi mau, mình sẽ chẳng ở bên nhau, chẳng còn hạnh phúc như lúc đầu. Còn sẽ chẳng còn đau, anh chưa cần em yêu nhau càng đau, quên nhau thật mau để anh còn yêu, yêu từng người sau. Cuộc tình mình đến đây thôi, giờ tạm biệt nhé em ơi, bay good luck chú chờ nào. Mong anh sống tốt với những lỗi lầm mà anh đã tạo ra, mong cho thân chất luôn kề bên anh mỗi khi mà anh bị đau, và chúc anh luôn mãi cô đơn bên những cuộc tình mà anh săn đón. Ta không còn yêu, bên nhau càng đau, thế nên ngày mình bên nhau đó là điều không thể, vì em không muốn phải dùng thức khử trùng. Và anh biến người khác thành món ăn thì mọi thứ đều có hạn sử dụng. Anh sống như bậc đế vương nhưng mà không em, đời anh không có hậu. Tình yêu là cần sự vun trồng nhưng mà với anh là hoa không có chậu. Chúc anh không có bình yên, sóng gió triền miên và phải thật hạnh phúc. Nhà em không gọi anh là đàn bà vì nói thẳng ra là anh không xứng. Đến bây giờ anh mới nhận ra tình yêu cũng cần có điểm dừng. Phản bội là những điều xứng đáng thì kết cục cho anh là đã từng. Thế thôi. Em ơi em à, tránh xa ra anh đi mà, vì anh không còn thiết tha. Chẳng còn gì giữa chúng ta, chỉ còn lại những thương đau. Vậy thì người hãy đi mau, mình sẽ chẳng ở bên nhau, chẳng còn hạnh phúc như lúc đầu. Còn sẽ chẳng còn đau, anh chỉ cần em yêu nhau càng đau, quên nhau thật mau để anh còn yêu, yêu từng người sau. Cuộc tình mình đến đây thôi, giờ tạm biệt nhé em ơi, bay good luck chú chờ nào. Em ơi em à, tránh xa ra anh đi mà, vì anh không còn thiết tha. Chẳng còn gì giữa chúng ta, chỉ còn là những thương đau. Vậy thì người hãy đi mau, mình sẽ chẳng ở bên nhau, chẳng còn hạnh phúc như lúc đầu. Còn sẽ chẳng còn đau, anh chỉ cần em yêu nhau càng đau, quên nhau thật mau để anh còn yêu, yêu từng người sau. Cuộc tình mình đến đây thôi, giờ tạm biệt nhé em ơi, về cuộc đời chú chờ. Yeah.